có thế này thôi anh em ơi, khổ quá. Được hai con giờ đây, mai ăn cơm một cốc hết pin giờ chưa 27%. Thế nào ít hơn anh. Anh với 36. Chắc mình không nhìn thấy mình nhỉ. Đi quay thế anh không? Có mắt đen như một ít chó. Đúng vậy. Đấy rồi. Quay ăn uống rồi gì nó thịnh soạn đấy như thế không? Cái đen chuột linh là tí như đen lăng hay gì? Đi phành thì chẳng có phành nữa. À, đã. Không dừng sớm. Còn đây em lạm phát đấy nhá. Thế nào, trường bán. Đây, phó bán. Ớt cay. Con phải nói ớt đi không cay, ớt nào cay. Cả ngày hôm nay được có hai con thóc. Mắt đần đấy, ăn phải ớt. Khi ăn phải ớt, đần.